Rất vui được gặp lại Thịnh Suy. Vâng, xin chào chị Kim Thanh và quý thính giả. Thịnh ơi, trong tuần thì chắc là Thịnh đã xem được cái loạt phim về Hobbs and Shaw rồi đúng không? Vâng, em đã xem rồi chị ạ. Đầu tiên có lẽ là nhờ Thịnh chia sẻ những cái cảm nhận của mình xung quanh về cái bộ phim này. Nhiều người vẫn luôn nói là Fast and Furious, Hobbs and Shaw chính là cái phần ngoại truyện của Fast and Furious, thì Thịnh thấy như thế nào? Chính xác là nó là một phim ngoại truyện, tại vì nó dựa trên những nhân vật mà chúng ta gặp được từ phần 5 của Fast and Furious, và một phần chúng ta gặp nhân vật từ phần 7 của Fast and Furious là Hobbs and Shaw. Thì cái này nó cũng rất là giống những cái mô típ chúng ta thường thấy ở trong phim Mỹ, đó là hai nhân vật có tính tình, sở thích hoặc là trái ngược nhau, nhưng mà vì một mục đích chung mà họ phải sát cánh với nhau để làm một cái gì đó, và từ đó nó nảy sinh ra rất là nhiều mâu thuẫn, rất là nhiều tình huống chéo ngoe. Đó chính là cái bộ phim Hobbs and Shaw này. Cá nhân em thấy nó rất là giống một bộ phim của Marvel. Đầu tiên là nó đề cao tính giải trí, thứ hai là những cái nhân vật thì dù không phải là siêu anh hùng nhưng mà có thể nói là chẳng khác gì siêu anh hùng cả. Họ có thể kiểu hành động, em không nghĩ là có người nào có thể làm thế ngoài đời, tức là cái ô tô đang bay lượn ở trên nước thẳm, hay là những nhân vật có thể chạy từ tòa nhà cao tầng cầm dây thang máy chạy xuống theo mà không lo lực va sát hay gì cả, thì rõ ràng là cảm giác của mình sẽ rất là giống phim siêu anh hùng. Ngoài ra thì bộ phim cũng giống như phim Marvel thì có rất là nhiều đoạn after credit mà nếu mà khán giả mà bỏ vé sớm thì sẽ không xem được. Cá nhân Thịnh thì có thích cái bộ phim này hay không? Nếu thích là yếu tố nào, mà còn không thích là yếu tố nào? Thực ra thì cá nhân em thì em xác định là một phim gọi là giải trí thì mình có thể gọi là kiểu nếu mà xem cho vui thì không vấn đề gì cả. Chứ còn nếu mà so với chất lượng của Fast Furious thì em vẫn thích phần 5 nhất. Phần này thì những cái hành động rất là nhiều, có những vai cameo cũng rất là thú vị, tức là trong bộ phim này có hai vai khách mời rất là thú vị mà khán giả xem thì chắc chắn sẽ là bất ngờ, tại vì họ không có trong poster quảng bá phim. Ngoài ra thì một cái điểm thích nữa là những cảnh quay hành động được đạo diễn Justin Lin, phim thực hiện rất là đẹp mắt, lôi cuốn, đặc biệt là cái khúc cuối, cái cảnh mà khi mà cái nhóm đấy hai bên sẽ đối đầu nhau ở trên hòn đảo, nó được làm rất là công phu, rất là xứng đáng với mức kinh phí khoảng 200 triệu đô. Một cái điểm mà không thích thì em lại không thích về cái phần kịch bản, tức là nó quá đơn giản. Và thực sự là đôi lúc mà kiểu mình cảm thấy rõ dụng ý của các nhân vật, ví dụ như là để hai nhân vật Hobbs và Shaw này đối thoại này, muốn chửi nhau này, rõ ràng là để gây tiếng cười, nhưng mà nó lại hơi kém duyên, tức là mình xem mà mình không cảm thấy buồn cười gì cả. Hay là đôi lúc là kiểu mình cảm thấy là vô lý quá, mình cảm giác như là đây đúng là kiểu câu chuyện về siêu anh hùng chứ không phải những người thường nữa. Thật ra là nhiều người nói rằng là khi mà biết Jason Statham với lại Dwayne Johnson đóng cùng với nhau thì hai anh chàng theo hai kiểu là hành động khác nhau, nhưng mà nói chung là cũng vai u thịt bắp và cũng đánh đấm rất là tơi bời. Thành ra là rất là alpha male đấy, rất là những con đực đầu đàn đấy. Thành ra là khi hai người này mà quyết định mà kết hợp trong một bộ phim á, thì cái mà mọi người chờ đợi sẽ là cái phần đánh đấm hành động của hai gương mặt này là chủ yếu, chứ còn ngoài ra những cái yếu tố khác thì chắc là cũng không phải là phải chờ đợi để xem ở trong cái bộ phim này đúng không? Đây là một dạng bộ phim đúng là kiểu nếu mà nước ngoài nó hay có dạng là no brainer, tức là xem mà không phải suy nghĩ gì cả, không phải lo lắng về sự tận hưởng mà thôi. Tức là thứ năm ban đầu một phần nữa là em cũng hơi kỳ vọng vào cái nhân vật Idris Elba, tức là nam diễn viên thủ vai kẻ phản diện đó, Brixton trong phim này, kỳ vọng là anh ta sẽ có cái gì nó nguy hiểm. Thực ra là xem phim mình thấy là nhân vật này hoàn toàn là rất là một màu và không có gì đặc sắc cả. Nếu mà xét trên một cái bình diện chung mà của Fast and Furious đó, thì Thịnh thấy là cái phim này á, mình nên tách riêng ra để có một cái đời sống riêng, hay là mình bỏ chung vô để mình có thể tạm gọi là hiểu thêm về cái series kia thì nó hợp lý hơn? Em nghĩ là tốt nhất là nên tập trung vào thì mình sẽ hiểu tổng thể, tại vì như em đã nói thì mình cũng biết tính cách của nhân vật Hobbs từ phần 5, phần 6, phần 7, phần 8, trong khi nhân vật Shaw thì kẻ phản diện là phần 7, nhưng mà tới phần 8 bắt đầu lại theo hướng phục thiện. Tốt nhất là nó vẫn đặt theo mạch. Thực ra là đấy cũng là một chiêu trò của Universal thôi, tức là hãng này thì rất là khó để mà có thể kiểu mỗi mùa hè ra một phần Fast Furious mà kiểu khiến khán giả không bị ngấy. Thế nên mình có thể đổi tên ngoại truyện, tức là thay vì làm Fast Furious 9 hè năm sau hay Fast Furious 10 thì hè nay chúng ta cho ra một ngoại truyện mà hè năm sau chúng ta ra phần thứ 9 chẳng hạn, thì rõ ràng là khán giả sẽ kiểu cảm giác là nó đỡ bị bội thực hơn. Như vậy thì nếu mà tính chung trong cái series Fast and Furious á, thì về cái tính chất phức tạp của các pha hành động, cái điều hấp dẫn của nó thì Thịnh đánh giá ở cái mức nào? Thực ra thì nếu mà đánh giá thì em sẽ vẫn ưu tiên những phần 5 hơn, tức là tại vì cái là phim này hay hai điểm. Đầu tiên là cái cảnh đua xe trong 4 phần đầu là nó rõ nhất này, và thứ hai nó là cái tình cảm anh em gia đình trong cái sự xuất hiện như vậy trong phim.
đó là một cái thứ mà kiểu gắn kết cả cái series này từ đầu, và cũng là một cái lý do mà tại sao mà cái phần 7 nó ăn khách như thế. Tại vì sau cái chết của Paul Walker ấy, thì rất là nhiều diễn viên trong phim chia sẻ là có nghĩa là họ mất đi một người anh em thật sự, tại vì họ không chỉ là những nhân vật gắn kết với nhau ở trong phim mà còn ở ngoài đời nữa. Vâng, xin được cảm ơn phần chia sẻ của Thịnh Sô Y, một cây bút về điện ảnh hợp tác với rất là nhiều trang báo lớn như là Vietnamnet, Thông Tấn Xã hay là VN Express. Cũng xin được lưu ý với quý thính giả, đó là Fast and Furious, Hobbs and Shaw cấm các khán giả dưới 16 tuổi. Và như phần chia sẻ của Thịnh Sô Y thì chúng ta có thể thấy rằng nếu mà chúng ta muốn chọn bộ phim này để giải trí đơn thuần không phải suy nghĩ gì hết thì có thể thưởng thức bộ phim, bởi vì những pha hành động thì cũng rất là hấp dẫn, kỹ xảo thì cũng hoành tráng. Tuy nhiên, nó lại có vẻ gì đó giống với các bộ phim siêu anh hùng, bởi vì phần hành động của nó quá là ảo, trở thành phi thực tế. Và kể cả câu chuyện thì lại rất là đơn giản, cho nên là đôi lúc những ai hơi khó tính thì sẽ thấy là nó hơi trôi tuột về cảm xúc một chút xíu. Dù sao đây vẫn là một tác phẩm bom tấn mà được nhiều người chờ đợi rất là lâu. Và trong tuần này thì các bộ phim mới để giải trí hành động như thế này thì cũng chỉ có phim này mà thôi, cho nên là chúng ta cũng không có nhiều sự lựa chọn.